Rồi. Tập trung nhanh em ơi. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi tối xem livestream vui vẻ em ơi. Và ở video này thì Khải có bán một ít kim với lại bán cái nón xấu dòng trong 40, kháng hỏa 15 và sừng khí 18. Cái nón này khá là đẹp em ơi. Nón này khá là đẹp, Khải bán cái nón này 4 kim rưỡi cho anh tên gì ra được Khải coi. Rồi ông tên gì đây. Cái nón này Khải bán 4 kim rưỡi. Ok, giao dịch cho mua được cường 1002. Kèm theo kim nữa là Khải lấy tiền mặt nha anh em. Rồi ok, nón này bán cho anh 7 kim 5 nữa này. 7 kim 5 thì Khải bán giá 68 thì nó là 510k nha anh em. 510k nha anh em. Còn em nào mà mua 1 triệu thì sẽ 1.020.000. Đó. Nón này với cái này Khải bán hết tiền luôn. Bán cho anh này luôn. Nón này Khải bán 4 kim rưỡi. Đúng ạ, chưa. À ok. Rồi ok. Nói chung là cái nón nó Khải bán 4 kim 5. 4 kim 5 thì khoảng tầm bao nhiêu tiền ta? 4.500 nhân cho Khải bán được khoảng 300k. Cái nón nó Khải bán được 300k em. Bán được 300.000. Hello anh em mới vào nha. Hello mọi người nha. Anh em xem video đừng quên đỡ like một like chia sẻ nha anh em ơi. Bán ít đồ rồi đỡ nghiên cứu mua lệnh bài boss đánh anh em. Nói chung bù qua bù lại cái nón nó Khải nhặt được